Và bây giờ là bản tin của đài BBC về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Thêm nhân viên y tế sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine. Thưa quý vị, tiếp tục có thêm nhiều ca nhiễm virus corona được ghi nhận. Các khu công nghiệp cần tăng cường phòng chống, Tính đến trưa ngày thứ Hai 10 tháng 5, đã có thêm 32 ca mắc bệnh mới được ghi nhận, giới chức nước này cho hay. Trong số này có một ca là từ nước ngoài về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hà Nội là nơi có nhiều ca nhất, 21 trường hợp, trong đó 12 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bắc Giang có 7 trường hợp, các tỉnh thành Hòa Bình, Đà Nẵng, Hải Dương mỗi nơi có một ca mới. Cho đến nay, Việt Nam đã xác định được nhiều ca dương tính ở các khu công nghiệp, khiến Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 hôm 10 tháng 5 đã ra văn bản hỏa tốc số 383 trên công văn Ban Chỉ đạo gửi các tỉnh thành trên toàn quốc yêu cầu tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp. Bệnh viện là thành lũy cuối cùng. Các báo cáo Việt Nam và mạng xã hội 24 giờ qua đăng phát biểu của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu về chuyện Covid đã vào các bệnh viện. Điểm quan trọng nhất để Việt Nam tránh khỏi nguy cơ vỡ trận như Ấn Độ là bảo vệ thành trì y tế, không để Covid xâm nhập vào bệnh viện một cách ồ ạt, vì bệnh viện là nơi có rất nhiều bệnh nhân bấp bên sinh tử. Thành lũy cuối cùng của chúng ta là cơ sở y tế. Nếu hệ thống bệnh viện suy yếu, thảm họa y tế lẫn nhân đạo sẽ xảy ra. Bác sĩ Hiếu cũng nhắc đến thói quen người nhà bệnh nhân nhân vào thăm ở Việt Nam cần phải thay đổi vì đây là nguồn đưa dịch về các tỉnh. Thêm nhân viên y tế sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine. Trưa ngày 10 tháng 5, Báo Thanh Niên dẫn tin từ một lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận một nữ điều dưỡng đang được hồi sức tích cực, hỗ trợ thở máy do bị sốc phản vệ sau khi tiêm xong mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Theo đó, trường hợp bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên là một nữ điều dưỡng 31 tuổi làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trước khi được tiêm, người này không có tiền sử dị ứng phản ứng. Ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ và ngay lập tức được theo dõi hồi sức tích cực hỗ trợ thở máy. Sau việc này, Bệnh viện Đà Nẵng đã tạm đình chỉ niêm phong toàn bộ lô vaccine COVID-19 nói trên để phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi đánh giá. Vào ngày 7 tháng 5, một nữ nhân viên y tế 35 tuổi tại An Giang đã tử vong sau khi được tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca, nguyên nhân được xác định là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non-steroid. Giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành phố Bắt đầu từ 0 giờ ngày 10 tháng 5, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình với dân số hơn 135.000 người phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0 giờ. Báo VnExpress dẫn lời ông Tạ Ngọc Doanh, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình, ông nói ngoài giãn cách toàn thành phố, lúc 21 giờ ngày 9 tháng 5, chính quyền đã phong tỏa một số khu dân cư. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hòa Bình yêu cầu dân đừng hội họp dừng tất cả các hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng và tránh không tập trung từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng, trừ các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cũng phải tạm ngưng hoạt động. Cũng phải dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Quyết định giãn cách được thực hiện sau khi Hòa Bình có thêm 2 ca nhiễm vào sáng ngày 10 tháng 5, nâng tổng số lên 4 ca trên địa bàn. Tại Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 5 xã của huyện Khoái Châu cũng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 từ ngày 10 tháng 5. Tỉnh này có 13 ca nhiễm chỉ tính từ cuối tháng 4 cho đến nay. Thêm 78 ca nhiễm Covid trong cộng đồng Sáng ngày 10 tháng 5, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 80 bệnh nhân Covid-19 mới, gồm 78 ca lây nhiễm trong nước tại 9 tỉnh thành và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong đó, 2 ca được cách ly sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai. 78 ca mắc ghi nhận trong nước gồm Bắc Ninh 27 ca, Vĩnh Phúc 19 ca, Đà Nẵng 13 ca, Bắc Giang 5 ca, Hà Nội 9 ca, Hòa Bình 2 ca, Đắk Lắk 1 ca, Điện Biên 1 ca và Lạng Sơn 1 ca. Theo Bộ Y tế, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, hệ thống giám sát ghi nhận 411 bệnh nhân COVID-19 mới là các ca lây nhiễm trong nước. Số mắc này tăng nhanh trong các ngày gần đây. Riêng trong ngày 9 tháng 5, có thêm 102 ca bị mắc mới. Tính đến 6 giờ sáng ngày 10 tháng 5, tổng số ca COVID-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đã lên đến con số 3.412 ca.